Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin X-News. Và như thường lệ thì chúng ta cùng nhau điểm lại những thông tin công nghệ hot nhất của ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, chỉ mới hôm qua thì Sony SMA đã có mặt tại Tina nhưng không có hình ảnh đi kèm. Tin vui đó là bây giờ thì Tina đã đăng tải những hình ảnh của Sony SMA lên trang web của họ. Trước đó thì Tina đã xác nhận Sony SMA sẽ có màn hình là 5.45 inch cùng với viên pin dung lượng là 4000 mAh. Chúng ta chưa biết đây sẽ là smartphone nào, tuy nhiên thì với hình ảnh và một số thông tin vừa được Tina chia sẻ thì có thể là bạn sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn đấy. Theo đó thì Sony SMA sẽ được liệt kê trên Tina với chip 4 nhân, tốc độ là 1.3 GHz và chạy trên hệ điều hành là Android 6. Hình ảnh cho thấy rằng dường như là Sony SMA được nằm trong một bộ ốp lưng bảo vệ, tuy nhiên thì cũng có một trường hợp đây là smartphone chống va đập. Điều thú vị chưa dừng lại ở đó đâu, bởi vì Sony SMA có màn hình độ phân giải chỉ là 480x960px, rất là thấp nếu ở thời điểm này. Tất cả những chi tiết trên khiến cho chúng ta liên tưởng tới một smartphone ở thời điểm 2016. Dẫu vậy thì máy lại hỗ trợ LTE với 3 băng tần khác nhau, mặt sau đi kèm với bộ 3 camera. Những thông tin này làm bạn phải suy nghĩ lại, ngay cả khi cảm biến chính có độ phân giải chỉ là 5 MP. Thị trường smartphone Trung Quốc khá là bất thường so với phần còn lại của thế giới. Thế nên là cũng không ngạc nhiên khi mà một smartphone giá rẻ nhắm tới một phân khúc thấp hơn, nhưng lại được trang bị một số chi tiết cách tân kết nối LTE và có tới 3 camera sau. Các bạn thân mến, dự kiến trong thời gian tới thì Samsung sẽ ra mắt thêm một số model Galaxy A ở phân khúc giá rẻ để có thể tiếp cận nhiều người dùng hơn. Sau Galaxy A11 và Galaxy A41 thì mới đây, hình ảnh của chiếc Galaxy A21 đã tiếp tục bị rò rỉ. Theo hình ảnh render bị rò rỉ thì chiếc Galaxy A21 sẽ sử dụng thiết kế màn hình đục lỗ cùng phần cằm có kích thước khá là dày, trong khi đó thì mặt lưng của máy lại khiến chúng ta hồi tưởng về mẫu A9 với 4 camera đặt dọc ở một phía cùng với cảm biến vân tay và logo Samsung. So với mẫu Galaxy A11 thì có thể thấy rằng phần mặt lưng của máy đã trở nên tinh tế và nhìn giống kính hơn. Tuy nhiên thì khả năng cao, phần mặt lưng này vẫn sẽ được hoàn thiện từ chất liệu nhựa. Được biết thì mẫu Galaxy A21 sẽ sử dụng sức mạnh đến từ bộ vi xử lý là Exynos 7904. Cùng với đó thì máy sẽ đi kèm với 4GB và 64GB bộ nhớ trong. Thiết bị sẽ chạy trên hệ điều hành là Android 10 cùng với viên pin là 4000 mAh. Dự kiến thì Hoa Kỳ sẽ là một trong những thị trường mà Samsung muốn nhắm tới dành cho chiếc Galaxy A21. Được biết thì người tiền nhiệm của máy là Galaxy A20 cũng từng rất là thành công và là chiếc smartphone bán chạy thứ 5 trong năm 2019. Các bạn thân mến, theo thông tin của một nhà cung cấp dịch vụ Internet cho biết, sự cố trên nhánh S2 của tuyến cáp biển quốc tế Liên Á sau nhiều lần lùi lịch vì sự cố thời tiết đã chính thức được sửa xong, khôi phục 100% kênh truyền tuyến. Internet tại Việt Nam đã truy cập bình thường trở lại. Như vậy thì sự cố trên hai tuyến cáp quang biển quốc tế AAG và IA đã được khắc phục hoàn toàn. Với tuyến cáp biển AAG, theo thông tin từ VNPT, sự cố xảy ra vào ngày 22 tháng 12 năm 2019 trên tuyến cáp biển này đã được đối tác quốc tế xử lý xong vào 6 giờ 30 hôm qua. Toàn bộ lưu lượng trên tuyến cáp AAG đã được khôi phục hoàn toàn. Hai tuyến cáp trên tuyến IA nhánh S1 và tuyến cáp AAE cũng đã lần lượt được sửa xong vào ngày 31 tháng 1 năm 2020 và ngày 17 tháng 2 năm 2020. Như vậy thì với việc các đối tác quốc tế vừa hoàn tất sửa chữa tuyến IA nhánh S2 và tuyến AAG thì thời điểm hiện tại, các sự cố xảy ra cuối năm ngoái trên 3 tuyến cáp AAG, IA và AAE1 đều đã được khắc phục xong. Theo ông Vũ Thế Bình, Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam, tình huống cùng lúc cả 3 tuyến cáp biển AAG, IA, AAE1 gặp sự cố là khá hy hữu và chỉ giảm 30% dung lượng. Tuy nhiên thì điều này cũng có nghĩa là chỉ với 30% lưu lượng và bình hưởng đã khiến Internet trở nên chậm đi rất là nhiều. Có lẽ người dùng Internet hiện nay lên kế hoạch giải quyết vấn đề về Internet khi việc đứt cáp xảy ra khá là thường xuyên. Ngay cả với tuyến cáp AAE1 chỉ mới được sử dụng từ năm 2017 với công nghệ tiên tiến nhất. Các bạn thân mến, vào sáng ngày 2 tháng 3 tại Hà Nội, thì Bộ Truyền thông và Thông tin cho biết sẽ cùng với các ban ngành phát triển chương trình sản xuất ra những chiếc smartphone Việt Nam với giá bán chỉ là 500.000 đồng để phổ cập tới tất cả người dùng di động. Điều này sẽ giúp cho chính phủ điện tử được triển khai tốt hơn. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có chương trình phổ cập smartphone tới 100% người dân. Chính phủ sẽ sản xuất ra những chiếc điện thoại thông minh Việt Nam với giá từ 45 đến 50 USD. Trong đó thì nhà mạng sẽ bù giá 10 USD, các nhà phát triển các ứng dụng cài đặt sẵn trên máy hỗ trợ thêm 1 USD trên một ứng dụng. Mỗi chiếc smartphone sẽ có tầm 10 ứng dụng cơ bản, điều này làm giảm bớt giá sản phẩm thêm khoảng 10 USD. Ngoài ra thì nhà sản xuất sẽ trợ giá để mức giá của smartphone chỉ nằm trong khoảng 20 USD, chưa tới 500.000 đồng. Có vẻ năm 2020 sẽ là một năm thành công đối với ngành truyền thông và thông tin. Năm đầu tiên mà chính phủ điện tử Việt Nam dựa vào nền tảng di động, đồng thời cung cấp dịch vụ trên nền di động. Khi 100% người dân sử dụng smartphone, điều này sẽ rất thuận lợi cho việc triển khai chính phủ điện tử. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tổng lại những thông tin công nghệ hot nhất của năm nay. Các bạn ấn tượng với thông tin nào thì hãy cùng nhau chia sẻ với mình dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.